xa thấp thoáng muôn tả tung bách, làm sao vui tươi nói chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la. Tôi mệt quá à. Trời ơi, có nhiêu đây mà học hoài không thuộc được luôn á, bực ghê á. Trời ơi, bây giờ á, người ta là người ta thích con gái á, là phải cố điển. Trời, mình theo phong cách này là y bài luôn. Ủa mà sao á, cái giờ cao su là không bao giờ bỏ được à? Bực bội tới giờ hẹn người dạ, ta đâu. Dạ con tới mà. Rồi nè má ơi, trời ơi. Má thông trời cảm giùm con á, trời mưa quá trời mưa, má cũng phải vừa vừa thôi chứ con đang đi mà con ngứa lỗ tai, không biết má đang chửi con rồi, má bớt cái miệng má lại đi. Làm gì mà giờ mới tối dữ vậy? Tối cái giờ hẹn người ta đâu, trớ đâu sao? Cái gì cũng phải bình tĩnh, có chị Cano đây, chị Cano giải quyết được chưa? Đâu, nhưng mà... Gì kia, bà đầu cái gì trên đầu kia? Trời gớm quá, bà đầu cái gì trên đầu vậy? Cái mốt bây giờ là nó kêu á. À, kiểu kiểu mà xóm bà tám rồi á, hay là cột cột lên vậy cho nó kiểu cô điếm dễ thương. Bà gỡ thuốc cho tôi liền đi, quá gớm rồi. Bà đổi cái đó y chang như bà nội tôi nhà đang đổi cái khăn rằn vậy đó, gớm quá. Thời trang mà phan thời tiết dễ thương mà. Bà gỡ thuốc cho tôi lẹ lên. Đầu gỡ nè, nhưng mà người ta vẫn thích cái kiểu cổ điển. Cổ điển gì mà cổ điển? Cổ điển nó khác với sến súa, hiểu không? Cái này là sến súa kiểu má ba má bảy thì má ơi. Đàn ông con trai bây giờ á, người ta thích mẫu con gái mà hiện đại sexy, hiểu không? Bà bận cái gì mà nhìn chán muốn chết. Đưa cái mặt lại gần đây tôi làm cho xương xương chút xíu nè. Xương xương là giống bà Đâu có, tôi là makeup trâu mướt. Bà làm cái gì nó bớt xương được không? Không xương hả? Ừ. Khói nha. Ừ, nhẹ. Khói vô hình. Okay. Đó, khói 5 chiều. Đó, miếng miếng lên nè, đó. Nghe tôi chỉ nè, muốn có bầu không? Muốn. Biết sao không? Con trai bây giờ á, người ta không có thích mà con gái tôm tớp, mà bà thì tôm tớp sợ lắm, hiểu không? Đâu. Phải hiền thục đoan trang, công dung ngôn hạnh, hiểu chưa? Biết đâu, nói đó, hoài đó. Vừa nói hoài mà cũng phải nói. Nghe dặn thêm nè, con trai bây giờ á, nó rất là thích nghe ngọt, hiểu không? Có nghĩa là sao? Một dạ hai thưa. Bà cái kiểu mà nói trọng trọng trong trọng, ai mà ưa nổi bà không biết nữa. Ngọt ghê, tôi biết đâu mẹ nó hoài đó, à. Cái nữa nó nghe nè. Bà nói cái giọng đó ai mà nghe mà hiểu hết cái câu của bà. Khó nghe quá hả? Khó nghe. Nghe hả? Nói chuyện chữ biết rồi để coi. Biết rồi, được đó, chưa? Đó, vậy được đó. Bà đưa cái mặt lại đây tôi đánh cho miếng màu mắt nữa. Đàn ông bây giờ á, là họ không có thích cái kiểu mà con gái mà kiểu tí li mà tại lâm đâu, hiểu không? Người ta thích là phải ngây thơ. Cho nên là chút nữa mà bà mà có gặp cái người mình coi mắt á, bà làm ơn bà diễn cái nét ngây thơ giùm tôi nhớ chưa? Phải mà ơn. Mà đó giờ tôi không biết cái kiểu con gái ngây thơ dịu dàng đâu. Thì bây giờ phải diễn. Ủa, xem mắt chứ có phải là đi tuyển diễn viên chuyển giọng gì đâu mà diễn dữ vậy? Bây giờ bà muốn có bồ không? Muốn. Thì phải nghe lời tôi, mắc gì càm ràm. Thật mệt quá trời. Tôi mẹ tao kiếp trước tôi mắc nợ bà gì, bây giờ tôi phải trả cho bà vậy, mệt quá. Bây giờ tôi giả bộ tôi đóng vai bà để tôi dịu dàng nứt na bà. Bà phải coi tôi diễn, thấy không? Bây giờ bà là người tới coi mắt, tôi là đóng vai bà nè. Đó, dạ vô vai nè. Vô dạ. Chào anh. Em mong anh là coi cái nhà em cũng như nhà anh, để có gì anh tự nhiên nha. Tại vì đây là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau thì anh tự nhiên thì anh với em mới có cơ hội mà tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ anh ơi, em mời anh ăn trái cây. Trái cây này á là của ba má em trồng dưới quê á. Nó ngọt ngào như là tình cảm của em mình cho anh vậy đó. Dạ em mời anh ăn. Rồi mắc gì bà coi. Trời đất ơi trời, tôi đang chỉ cho bà bí quyết của trai. Bí quyết của trai. Rồi mai mốt bà có bồ bà có chồng rồi tôi có ăn được mấy miếng thịt rồi miếng bánh đâu. Vậy bà ngồi tôi cực khổ tôi chỉ bà vậy. Biết rồi, tại nhìn bà kỳ quá. Tôi mệt bà quá. Chỉ bà không nghe cho bây giờ. Bà đóng vai là một người con gái ngoan hiền nết na đi. Tôi là cái người đến coi mắt bà nè. Ngoan hiền nết na phải không? Nhập vai 1, 2, 3, phu dịu dàng. Nhập vô. Tôi cũng nhập vô nè. Chào em. Dạ. Em chào anh. Dạ xin giới thiệu với anh, em là Hiền. Khoan đi. Bà tắm chưa? Bà kỳ gớm quá à. Ông này kỳ ghê luôn. Thì cũng phải như vậy đó. Lại. Không gái nào mà dẹo vậy hết trơn. Ghê quá. Rồi làm lại nè. 1, 2, 3 nhập là nhập. Rồi. Chào em. Chào anh. Em là Hiền Thục. Em là Hiền Thục. Rất vui được gặp anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, cho nên em hy vọng là anh hãy cứ xem đây là nhà của ba má anh, để chúng ta có thể tự nhiên tìm hiểu nhau.
anh đã từng nghe ba má anh nói nhiều về em, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên diễn kiến. Quả thật ba mẹ anh không hề nói quá về em. Có đó, ba mẹ anh nói quá đó Trương. Không có nói quá đâu. Sau hôm nay gặp em, anh mới biết em là một người phụ nữ hình mẫu của cuộc đời anh. Em có đầy đủ đức tính mà anh luôn ao ước. Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Đúng rồi đó, em rất là vui khi mà được ba mẹ anh nói tốt em như vậy á. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you too. Dễ thương quá à. Anh yêu em. I love you.